Rồi, ok, mình sẽ nhập vô mục vay tiêu dùng ha. Và đây là cái sản phẩm mình mới vừa vay, vay tín chấp online. Đó. Thì đây là cái sản phẩm mới vừa xong ha. Đây là sản phẩm vay tín chấp online mới vừa vay xong. Đó, cái số tiền vay của mình là 5 triệu. Cái ngày vay là ngày 23 mới qua ấy nè, ngày đáo hạn là 23 tháng 9. Đó. Lãi suất là 9.5. Mình sẽ nhấp vô một ba chấm để mình xem cái lịch trả nợ nha. Mình sẽ nhấp vô cái mục là xem lịch trả nợ nè. Đó. Cái ngày thanh toán của mình là ngày 28 tháng 3 mới vừa vay xong ha. Dư nợ nè. Cái số tiền gốc, số tiền lãi hàng tháng của mình nè. Và cái tổng số tiền mình cần được thanh toán và cái dư nợ hiện tại còn lại. Đó, xong các bạn. Rồi ok, mình chào các bạn đã quay trở lại với kênh Lúa Miền Tây ha. Thì video hôm nay Lúa xin chia sẻ đến quý vị các bạn cách vay tín chấp ha trên app Sacombank. Đó, dành cho những bạn mà đang chi lương ha các bạn. Đang chi lương bên ngân hàng Sacombank, mình có thể lên app Sacombank này mình vay ha. Thì các bạn khi gặp vào mục là giao dịch nè, các bạn kéo xuống mục là dịch vụ ngân hàng ha. Rồi, ok, các bạn nhấp vô cái mục là vay tiêu dùng giúp mình ha. Bước này mình sẽ nhập mật khẩu. Đó, nó đưa mình vào bên trong. Rồi, ở trên là nó có cái sản phẩm nè, mình sẽ nhấp vô cái chỗ là thêm khoản vay nha. Đó, mình nhấp vô chỗ thêm khoản vay giúp mình. Đó, ở đây có ba mục là vay cầm cố sổ tiết kiệm, vay tiêu dùng và vay tín chấp từ lương nè. Mình nhấp vô chỗ vay tín chấp vay tín chấp từ lương nha. Đó, mình sẽ nhấp vô đây. Rồi. Ok, ở trên nó là nó tổng số tiền mình được vay là khoảng 50 triệu nhưng mà thì ở chỗ tôi muốn vay nè, các bạn muốn vay bao nhiêu thì các bạn có thể nhập vô đây ha, mà phải là dưới 50 triệu nha. Nó hoặc là bằng 50 triệu. Đây mình vay thử 5 triệu cho các bạn xem nha, mình làm video hướng dẫn nha. Ở đây cái sản phẩm vay của mình là có 6 tháng nè. Đó, và 12 tháng và 18 tháng. Đó, tùy vào cái mức độ vay lâu hay chậm thì nó lãi nó khác nhau nha. Ở đây mình nhấp vô 6 tháng thử cho các bạn xem nha. Với số tiền vay là 5 triệu. Rồi, mình sẽ chọn cái mục đích vay là vay tiêu dùng. Rồi, mục thứ hai là tài khoản để mình nhận. Thì mình sẽ nhấp cái tài khoản mình nhận vô. Đó. Rồi, cái phương thức tính lãi mình sẽ chọn phương thức là giảm vốn nha các bạn. Đây, mình nhấp vô chỗ giảm vốn nè. Đó, rồi, các bạn điền đầy đủ các ô xong. Đó, các bạn sẽ kéo xuống bên dưới để mình coi lãi suất ha. Hiện tại mình vay 5 triệu lãi suất thì nó sẽ là 9.5% trên năm ha. Đó, thì ở đây nó có cộng biên độ lên đây ha. Rồi, thì mình sẽ xem xong, mình sẽ chọn các bạn nè. Ở đây 12 tháng thì lãi suất nó lại khác nha. 12 tháng thì lãi suất nó là 10.05% nè. Đó, 18 tháng thì nó 11.% trên năm. Rồi, thì mình sẽ nhấp lại 6 tháng để mình làm cái lãi suất 6 tháng cho các bạn xem ha. Ở đây lãi suất 6 tháng của mình thì là 9.5% trên năm. Đó, sau khi bạn chọn xong thì các bạn nhấp ô tiếp tục. Đó, ở đây nó kêu mình đọc cái điều khoản thì mình sẽ kéo xuống hết bên dưới như thế này để mình đọc ha. Mình đọc xong đó, thì các bạn sẽ test vô chỗ là tôi đã đọc và đồng ý điều khoản ha. Xong các bạn sẽ nhấp vô cái chỗ là gửi yêu cầu. Đó, thì đây là những cái thông tin của mình nó hiện lên như thế này. Bạn kiểm tra lại xong các bạn nhấn vô ô xác nhận ở bên cuối cùng nha. Rồi ok, bước tiếp theo mình sẽ xác nhận mã OTP nha. Mình sử dụng mã OTP các bạn. Các nào mà bạn nào không có mã OTP thì các bạn dùng tin nhắn trực tiếp nó gửi từ tin là xong. Đây khoản vay mình đã được giải ngân thành công nè, vay gửi vô tài khoản của mình. Đó. Xong, mình sẽ đóng lại, mình thoát ra mình để mình vô trang chủ mình coi là cái số tiền vừa vô tài khoản cho các bạn xem ha. Đây mình sẽ thoát ra, mình về trang chủ nè. Và đây là cái trang chủ của mình ha. Mình sẽ vô mục quản lý thẻ tài khoản cho các bạn xem nha. Vô nhấp vô mục quản lý thẻ tài khoản. Mình sẽ kéo qua ngay cái tài khoản của mình nè. Đây là những cái thẻ của mình ha. Tài khoản mình là tài khoản nhận nợ, là tài khoản này nha. Mình nhấp vô thì số tiền 5 triệu mình đã được vô rồi ha. Rồi, ok, mình sẽ nhập vô mục vay tiêu dùng ha. Và đây là sản phẩm mình mới vừa vay, vay tín chấp online. Đó. Thì đây là cái sản phẩm mới vừa xong ha. Đây là sản phẩm vay tín chấp online mới vừa vay xong. Đó, cái số tiền vay của mình là 5 triệu. Cái ngày vay là ngày 23 mới qua ấy nè, ngày đáo hạn là 23 tháng 9. Đó. Lãi suất là 9.5. Mình sẽ nhấp vô một ba chấm để mình xem cái lịch trả nợ nha. Mình sẽ nhấp vô cái mục là xem lịch trả nợ nè. Đó. Cái ngày thanh toán của mình là ngày 28 tháng 3 mới vừa vay xong ha. Dư nợ nè. Cái số tiền gốc, số tiền lãi hàng tháng của mình nè. Và cái tổng số tiền mình cần được thanh toán và cái dư nợ hiện tại còn lại. Đó, xong các bạn. Thì ở video trước á, thì mình có chia sẻ đến quý cô chú và các bạn cái video là vay tín chấp từ lương trên app Sacombank ha. Thì ở video đó thì mình áp dụng cho những cái bạn mà đang được chi lương qua ngân hàng Sacombank ha. Thì mình sẽ có thêm một cái chức năng đó là mình vay từ lương trên app Sacombank ha. Thì tùy vào cái khoản lương của các bạn mà các bạn có vay thể vay nhiều hay ít ha.
đó. Thì có một số bạn hỏi mình vay như vậy thì mình thanh toán như thế nào và có cách nào để thanh toán, thì các bạn cứ yên tâm ha. Khi mà các bạn vay trên app Sanbank thì cứ vào cuối tháng ngày 28 thì các bạn cứ nạp tiền vô tài khoản đi, rồi nó sẽ tự cắt ha. Còn các bạn mà muốn thanh toán á thì các bạn có thể qua app Emerging của ngân hàng Sacombank á, các bạn có thể thanh toán trước cái khoản vay cũng được, hay là các bạn có thể lên đó các bạn tất toán khoản vay. Nếu mà các bạn có tiền thì các bạn có thể tất toán được luôn và hoàn toàn không bị mất phí. Theo mình biết là mình coi thì mình thấy không có mất phí đó. Còn các bạn mà không có sẻ bằng kim thì các bạn có thể vô ngân hàng Sacombank để các bạn có thể tất toán khoản vay ha, và cái lãi suất thì mình thấy nó cũng tương đối rẻ mà không có cao lắm các bạn đó. Thì cái cách thanh toán như thế nào hay cái cách tất toán thế nào mà các bạn theo dõi video mình bắt đầu mình tiến hành mình vào video để mình thực hiện cái video cho các bạn xem ha. Mời các bạn theo dõi video. Rồi ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ vô tiến hành vô app Emerging của ngân hàng Sacombank để mình lên mình tất toán cái khoản vay và mình có thể vô đó mình để thanh toán luôn ha. Đó, đây là app Emerging của mình ha. Thì cái mục đầu tiên là trang chủ ha, mình sẽ đăng nhập mật khẩu vô. Nó sẽ đưa mình vô trang chủ và đây cái tài khoản mình có tiền này, ha. Bạn vô cái chỗ tiền vay nè, các bạn nhấp vô cho xem chi tiết. Đó. Rồi, ở đây là cái mục ha. Đó, vay tín chấp từ lương ha. Mình có khoản vay 5 triệu nè, mình mới vô vay ha. Ở trong đây nó để khoản vay là cái ngày đến hạn và cái ngày hiệu lực ha, rồi tính nè đó, các bạn có thể nhấp vô một ba chấm ở góc phải cuối cùng ha, mà nhấp vô đây nó thì nó sẽ hiện lên là mở tài khoản nè, trả vốn nè, tất toán lịch trả này là mình sẽ tới vô mình tất toán cho bạn xem ha. Các bạn lên đây các bạn trả vốn trước hạn cũng được ha. Đó, ở đây có cái số tiền gốc của mình là 5 triệu và cái tổng tiền lãi của mình nó là 5.000 mấy ha, và tổng cái tiền mình cần phải thanh toán khi mình tất toán là 5 triệu mấy đó các bạn. Mình nhấn vô tiếp tục cái bên góc phải nè. Đó, để mình tất toán ha. Và cái này bước tiếp theo mình xác nhận OTP ha. Các bạn nào không có em code đó, em sai thì các bạn có thể nó gửi trực tuyến từ tin nhắn Sacombank. Các bạn lấy mật khẩu 6 số đó, các bạn nhập vô để mà tất toán ha. Đây mình sẽ test vô lên lấy mật khẩu nè. Đó. Rồi nó báo mình đã tất toán thành công. Cái lãi mình chỉ có 5.000 mấy khi mà có mấy ngày nè các bạn. Đó. Và mình sẽ tiến hành mình vô app Sacombank để mình kiểm tra cái khoản vay mình có tất toán hay chưa ha. Đây, cái đây là trang chủ của Sacombank ha. Đó, mình nhấp vô một góc trái là giao dịch nè. Mình kéo cái chỗ là dịch vụ ngân hàng ha. Mình nhấp vô cái khoản là vay tiêu dùng nè các bạn, nhấp vô. Ok, và đây cái khoản vay mình vay nè các bạn. Thì mình sẽ nhấp vô nó mình kiểm tra. Đây mình đã trả 100% ha. Số tiền còn lại là 0 đồng nha các bạn. Thì cái này, chi tiết này nó chỉ hiện lên thôi các bạn khi mình đọc vay. Đó, khi mình tất toán rồi nó sẽ thông báo mình là tất toán ha. Rồi video mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.